đây là cần cần là bị ba con cả khoa đấy, một con trùn đấy vào là ba chiến luôn các bạn ơi. Ba này là mới được nuôi được 3 tháng tuổi đấy. Đấy đấy, hai con giun đây, con là ba con giun các bạn thấy chưa, giun sống ấy, bỏ tươi vào luôn đấy đấy đấy, nó săn mồi đấy đấy, thế là bà bon ăn luôn đấy, về mà mau to được các bạn ạ. Nhưng mà điều quan trọng nhất là không phải là mau to, để tập từ tồn tại. Trong này là mình nuôi trong bể nhỏ, mình nuôi tầm độ 2-3 con ba gai như thế này là phù hợp. Ba này là gọi là ba gai, là gọi cua đinh đây thì mình không rõ, nhưng mà mình chỉ có biết là ba nhỏ. Nhưng mà để không dịch bệnh bệnh tật chứ hết đấy các bạn. Đấy 2-3 con thấy rõ không? Đấy đấy là cần cần đó nghe các bạn, đấy không thể tin được đấy. Con này là tầm độ là chắc mới 2 phân đó các bạn ạ, mà đã ăn được con giun to như thế đó đó. Đấy đấy đấy, đây là con nhỏ lắm, nhưng mà cái sức săn mồi và ăn nó rất là hay. Đấy cho ăn ít thôi, để thức ăn nó vừa đủ, đỡ phải là ô nhiễm nước, đỡ phải thay nước đấy. Đấy thấy chưa các bạn, thấy chưa, ăn luôn đấy, đang cặp môi đấy. Đấy mình nuôi lúc đầu thì nuôi nhỏ lẻ 2-3 con trong một bể nhỏ, sau khi nó lớn lên thì mình sẽ tính tiếp. Nhưng mà điều quan trọng để nó sống được, sống được là tốt rồi. Đây là bể nhỏ và rất là nhỏ của mình đấy các bạn, nó rất là đạt đấy các bạn, tuy nhỏ nhưng nó rất là đạt đấy các bạn thấy chưa. Hãy ăn môi tuyệt vời không đấy, nó rỉ môi đấy. Đấy con mồi đang vùng vẫy để thoát ra nhưng mà không chịu nổi đấy, nó xé đôi luôn các bạn thấy, các bạn thấy rằng nó từ xé đôi con mồi ra luôn đấy. Đấy nó nuốt đấy. Cảm ơn các bạn đã xem video cần cần ba ăn môi của mình. Các bạn yêu quý mình thì cho mình like,